Trường đại học dừng xét học bạ trung học phổ thông 2024, thí sinh chồng chất nỗi lo. Không khí lạnh rất mạnh vào đầu tháng 3, miền Bắc rét đậm mức nào? Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trên đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, tình trạng xe ô tô đỗ 3 đến 4 hàng vào buổi tối đã diễn ra từ lâu, mặc dù đây là khu vực có biển cấm dừng đỗ. Tuy nhiên vào ban ngày, nhiều xe vẫn nằm chình hình trên đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Không ít các vụ va chạm đã xảy ra tại khu vực này. Hiện vẫn chưa có phương án nào được đưa ra để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Ngày 27 tháng 2, đội quản lý thị trường số 10 đã phối hợp với đội 6, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên đường 3 tháng 2, quận 10, phát hiện 27.720 đơn vị sản phẩm hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa đã bắt đầu công tác mở rộng phạm vi rào chắn để thi công hầm chui xuyên qua đường Trần Quốc Hoàn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình mở rộng rào chắn giai đoạn đầu sẽ thu hẹp lòng đường Trần Quốc Hoàn từ 5 làn xe xuống còn 4 làn. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ lắp đặt 2 cầu tạm trên tuyến để giải tỏa áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, đa số những người nghỉ hưu trước năm 1995 đều hưởng mức lương hưu thấp từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Vì vậy, khi nghe về đợt cải cách tiền lương mới của nhà nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, họ đều hy vọng lương hưu được ưu tiên điều chỉnh với mức cao hơn so với những người nghỉ hưu giai đoạn sau. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Tôi mong muốn là tăng lương theo cái thời gian, tức là từ năm 95 trở về trước, thì được cái tỷ lệ nhiều hơn. Còn về sau thì ít hơn tí để đảm bảo cái công bằng cho người dân khi về hưu. Ý kiến riêng tôi thì đề nghị nhà nước cân nhắc để cho những người người ta về hưu trước năm 95 trở về trước lên một mức. Còn những người lại từ năm 95 cho đến 2005 gì đấy lại một mức. Thế chứ còn nếu bây giờ mà lên đại trà thế này những người trước về quá thiệt. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023 Nghị định Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng từ 12,5% đến 20,8%. Người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm. Tuy nhiên, trong thời điểm giá cả thị trường leo thang, mức lương bình quân 3-4 triệu đồng cũng không đủ mức sống tối thiểu. Nên hơn ai hết, những người này rất trông chờ vào chính sách cải cách tiền lương mới với kỳ vọng nhà nước sẽ có những chính sách tăng lương phù hợp, phần nào giảm bớt sự chênh lệch giữa những người nghỉ hưu trước và nghỉ hưu sau. Thưa quý vị, hiện nay nhiều trường đại học tuyên bố dừng tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ trung học phổ thông, có trường giảm chỉ tiêu hoặc tăng thêm các tiêu chí phụ kèm theo. Với nhiều học sinh lớp 12, đây sẽ là một trở ngại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Mình cũng có khá là khó khăn khi mà một số trường không sử dụng phương thức xét tuyển là bằng học bạ nữa, bởi vì là như thế thì bọn em cũng sẽ mất đi một cơ hội để vào các trường đại học. Em nghĩ là có nên việc xét học bạ kèm theo một cái tiêu chí khác, bởi vì là học bạ thì mỗi trường một khác, với cả không phải là trường nào cũng sẽ chấm chặt chấm dễ giống nhau ấy, có những cái khó khăn nhất định cho học sinh bọn em. Vẫn nên giữ lại cái việc xét tuyển theo cái bằng cái học bạ thì những bạn mà đã nỗ lực trong vòng 3 năm thì có vẻ là đó một quãng thời gian dài để có thể đánh giá về cái phần năng lực. Tuy nhiên thì đây cũng có những cái về mặt như là gian lận các thứ thì có thể khả năng là đẩy điểm học bạ lên khá là cao. Để tăng thêm tính công bằng thì mình nên xét thêm những tiêu chí phụ. Trong nhiều năm trở lại đây, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc xét học bạ trung học phổ thông không đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Năm 2023, cử tri đã có lần kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét loại bỏ phương thức tuyển sinh này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Theo đại diện cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh vào đầu tháng 3 sẽ gây ra đợt rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ
tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024. Sáng nay ngày 27 tháng 2, trên địa bàn xã Bắc Sơn, tỉnh Thái Bình, người dân phát hiện hai người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy. Theo thông tin ban đầu, hai người đàn ông là anh H, sinh năm 1988 và anh S, sinh năm 1991, cùng huyện Quỳnh Phụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục liên quan để điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân sự việc. Khu đất vàng phía Đông Nam, huyện Đông Anh vừa bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá. Theo tìm hiểu của Lao động, lý do hủy quyết định trúng đấu giá được đưa ra là do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá không đúng với kết quả kiểm tra thực địa. Hiện tại, khu đất trên đã được thành phố thu hồi và triển khai dự án tái định cư cho người bị thu hồi đất, phục vụ một số dự án trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.